Chiều ngày 20 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thành tựu chung đó, công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp có nhiều đóng góp quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo. Triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tệ nạn xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, định hướng dư luận xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị địa phương đã cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp phù hợp với thực tế, tổ chức hoạt động các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đánh giá những mặt làm được, tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang biểu dương những kết quả đã đạt được. Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh của công dân. Các cái kiến nghị, các cái yêu cầu công dân phải được xem xét đến nơi đến chốn, giải quyết kịp thời và đến tay đồng chí nào lãnh đạo này nào thì đề nghị là cái cơ quan có thẩm quyền, khi mà chuyển đơn đến các đồng chí thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phải xem xét, phải giải quyết một cách thấu đáo, để rồi thứ nhất là trả lời cho người dân tại sao vấn đề đó vẫn còn tồn tại mà người dân ta đang cần chúng ta phải trả lời. Thứ hai nữa là khi có cái chỉ đạo trả lời, chỉ đạo giải quyết thì đề nghị các đồng chí sau khi là giải quyết xong là trả lời cho người dân, đồng thời cũng trả lời cho đồng chí lãnh đạo, trả lời cho cơ quan có thẩm quyền khi mà chuyển đơn. Để ta biết rằng là khi chuyển đơn đến thì được xem xét giải quyết và đồng thời ta nhận được kết quả, ta biết rằng là cái người được giao là trả lời rồi. Thưa các đồng chí, Tổng Bí thư nhắc đi nhắc lại và đồng chí Trưởng Ban Nội chính với tư cách là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhắc đi nhắc lại là cái việc nói đi đôi với làm, mà nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm, chứ không có cái việc nói một đằng là một nẻo. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan nội chính thực hiện tốt các quy chế phối hợp để nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với công tác cải cách tư pháp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực, nghiên cứu tham mưu, đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng 8 tổ chức đảng và 17 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2021.